Em đọc tài liệu, em biết là em bị trầm cảm sau sinh. Em rất sợ, em chỉ sợ mình sẽ làm gì hại cho con. Em cầm dao hay cái gì là em cứ bị ám ảnh. Em cứ chịu đựng thôi. Chồng em thì lại không nghĩ thế là quan trọng. Em không biết đi đâu, không biết phải đến gặp ai để chữa cái này. Em gái ạ, bản thân chị sau này mới thảng thốt và thấy rằng hóa ra mình cũng có dấu hiệu của bệnh trầm cảm sau sinh. Bác sĩ cũng bị bệnh, chứ không phải là đâu đó ngoài kia một bà mẹ nào đó mang bầu, sinh con bị bệnh. Cũng may đã không có điều gì đáng tiếc xảy ra. Cô ấy gọi đến trung tâm tư vấn, cô ấy kể là đã giết con. Không ai biết, mọi người chỉ nghĩ là em bé bị ngạt, nhưng cô ấy thì day dứt khôn nguôi. Mình cũng không tư vấn được gì. Dường như cô ấy chỉ cần có một nơi để kể ra câu chuyện của cô ấy. Kể xong là cô ấy ngắt máy và không bao giờ liên lạc lại. Sau sinh, cô ấy lên tầng 8 của bệnh viện, định tự tử. May mà có người kéo lại. Bọn chị cũng chỉ biết dặn người nhà chú ý chế độ ăn uống, nghỉ ngơi của cô ấy. Mình đã gặp trường hợp là em gái của một cán bộ điều dưỡng của khoa. Cô ấy trầm cảm mà không ai biết. Cô ấy lên sân thượng thì mọi người cứ nghĩ là chỉ đi phơi quần áo cho con thôi. Nhưng lúc lên thì đã thấy cô ấy treo cổ từ bao giờ rồi. Trong nghề mà cũng không để ý, cũng không biết. Nói chung là tội lắm.